À, rồi xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. À, hôm nay mình có một vài sản phẩm máy cỏ thôi để muốn giới thiệu để bán cho các bạn. Thì thực sự bây giờ thì hàng cỏ thì rất là khó bán nữa các bạn, rất là cực luôn. Nên chắc mình bán xong cái lô cỏ này thì mình sẽ không làm hàng cỏ nữa đâu. Mình chỉ chuyên về đóng pin và bán những cái máy cao cấp hơn một xí. Có thể là mình sẽ chuyển hướng. Cái đó là dự tính của mình thôi chứ mình cũng chưa biết là sẽ làm được cái gì nha các bạn. Chứ thực sự bây giờ hàng cỏ bán rất là căng. Thị trường hình như là đã bão hòa rồi thì phải. Chắc là đang bão hòa rồi, tại vì mỗi người của mình, mỗi người mà đam mê cái đồ này thì chắc chắn cũng đã có trong tay là một đến hai cái máy, là bèo nhất là mình nghĩ bèo nhất cũng phải hai cái máy rồi đó. Còn số người nhiều nữa thì chắc có nhiều người sẽ hiểu rất là nhiều nữa. Rồi thì trước khi vào video thì anh em các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình, like và chia sẻ kênh để cho kênh mình được phát triển. Thì nút like nó tạo động lực cho mình làm video, và nút đăng ký là khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận cái video mình rất là nhanh, sẽ nhận cái thông báo về video mình đăng tải đó. Thì hình thức mua bán bên mình thì mình vẫn cứ nhận chuyển khoản nha các bạn, nhưng mà hôm nay thì hàng này mình chỉ bán thanh lý thôi, thân máy vỏ pin hoặc là thân máy, nên mình sẽ không bao phí vận chuyển. Thì các bạn chuyển khoản thì sẽ chuyển cho mình thêm 30 ngàn nữa, các bạn hiểu chưa? Có nghĩa chuyển khoản thì chỉ cho thêm mình thêm 30 ngàn nữa là mình sẽ bao ship luôn. Còn nếu các bạn muốn tự trả tiền ship thì các bạn tự trả thôi. Đó. Rồi. Thì các bạn chuyển 30 thì có thể các bạn lời hơn là các bạn để tự trả. Rồi, không lời thôi nữa. Thì bây giờ mình sẽ lên sản phẩm đầu tiên. Đây. Một con máy Trung Quốc nha các bạn. Cái dòng này thì nó sử dụng pin là Li-ion 12V 18 này, pin thứ này là máy máy Trung Quốc. Thì các bạn phải xác định rõ là những dòng máy này rất là rẻ tiền, thật sự rất là rẻ luôn. Thì con máy này là máy mới 100%, tuy nhiên là nó cũng hơi cũ, nhìn nó hơi không phải hơi cũ mà nó cũng bị để cũng hơi lâu rồi đó. Mình để ở trong xó hơi lâu rồi nên nó cũng đã bị dính bụi bẩn này, chứ nó cũng không có còn đẹp như lúc mình mới nhập về. Thì hồi trước mình có nhập về 50-60 cây máy như này thì mình đã bán hết rồi, và tự nhiên nó còn sót lại một cây này trong cái thùng. Bữa nay mình dọn nhà mình lột ra là mình thấy nó đó. Thì mình làm lại mình đăng bán cho các bạn. Thì các bạn phải lưu ý là những con máy này thì dùng vào những việc gì thì các bạn hiểu rồi đó. Đây hợp những với những anh em sửa chữa gia đình. Tuy là máy 10/18 nhưng mà nó thì máy máy tàu nhưng mà nó cũng rất là mạnh nha các bạn. Nó không có nhẹ, không có yếu đâu. Con này thì nó sở hữu chỉ có một cấp độ thôi, nên tốc độ nó là khoảng cấp độ của con này là hình như là nó nằm vào khoảng 700 vòng ạ. Thì tốc thấp của những cái con máy kia đó, là nó sẽ 3,5 và nhanh sẽ là hơn 1.000, 1.200. Thì con này nó sẽ nằm ở giữa, bởi vì nó có một cấp độ thôi, nó sẽ nằm ở giữa, đó là 700 vòng trên phút. Thì tốc độ này đủ cho các bạn làm gì, khoan gỗ, khoan sắt ở nhà, và có thể dùng với khoan Unica gì đó để khoan tường, và đầu kẹp 10 ly nha các bạn. Nó đây này nó có một cái cân thủy nha các bạn, này các bạn sử dụng gia đình rất là tốt. Nói chung là sử dụng gia đình, sửa chữa gia đình thì những con này là nó đáp ứng được rồi đó. Nói chung là rất là rẻ. Con này con số 1 là giá máy pin sạc luôn là 300 đó, giá máy pin sạc luôn nha các bạn. Thì các bạn cứ thử tính đi, một cục pin như thế này thường thường các bạn mua bao nhiêu rồi đó. Cục pin này thì các bạn mua bèo về cũng phải gần 200 ngàn, có sạc luôn là 200 ngàn rồi, hơn có khi hơn nữa. Rồi tính ra cái body này chỉ chưa tới 100 ngàn, tới 100 ngàn thôi. Thì 100 ngàn mà các bạn được cái gì, motor này, bộ giảm tốc này, đầu kẹp, nói chung là các bạn có một cái khoang như vậy luôn. Xài như thế này nó rất là kinh tế nha các bạn. Đó, dùng gia đình thì rất là sướng, nhất là những anh em điện tử cầm để trên bàn xài rất là sướng luôn. Rồi con số 1 300 ngàn là máy pin sạc nha các bạn, con này là có đủ bộ máy pin sạc nha, 300.
thứ hai. À, số 2, số 3 thì mình lên luôn một cặp. Hôm nay mình có một cặp Ryobi. Cái này là một cặp nha. À, cái này là hai con Ryobi. Thì dòng Ryobi này thì bây giờ thì nó không ít chuộng hơn, nhưng mà hồi trước á, cách đây khoảng một năm á, cái lúc thời điểm đó rất là ưa chuộng nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó khỏe mà nó lại êm mà nó lại nói chung là nó giá tiền hợp lý và cái hiệu năng nó cũng cao nữa, nên rất là được anh em ưa chuộng. Đó, thì hai cái con này thì nó để mình test trước rồi mình sẽ nói sau. Rồi. Mệt rồi, cái đồ test của mình bị hư rồi. Đứt dây nữa các bạn, không kẹp được. Nói chung mình chứ để vào chạy được thì chạy nha, chứ còn hơi cực các bạn ơi. Này điều tóc này. Rồi một con thì mình sẽ test nhanh chứ tại vì hơi cực các bạn. Đây. Rồi ok nha. Cái dây mình nó bị cục cái đây mất rồi, tiêu rồi, mình không không có gắm được. Đó, thì con máy này là Ryobi, mã nó là BD122. Dòng này thì nó có vòng tua là 0 đến 350 và 0 đến 1050. Đó, máy thì ngoại hình tương đối, có kèm vỏ pin nha. Một cái vỏ pin như thế này các bạn mua chắc cũng phải hơn 100 ngàn. Cỡ trăm ngàn, vỏ zin cỡ trăm ngàn. Cái chân này để mình chỉnh lại đã. Rồi thì ở đây mình có hai cây máy. Thì cái con này nó có một cái hay á, cái con Ryobi này nó có một cái hay là các bạn nhìn mình gài mũi này. Nó rất là tiện, các bạn khi gài vào á, các bạn chỉ cần ấn vào thôi, không cần kéo đầu ra mà nó rất là cứng. Lúc mở các bạn rút nhưng mà lúc gài vào các bạn không cần ấn luôn. Nó rất là tiện nha các bạn. Đây là thuận lợi làm việc trên cao á các bạn. Đó. Rất là hay, cái chức năng này mình chỉ thấy đầu tiên con này có thôi á. Với những con DeWalt, nhưng mà những dòng cao cấp thì mình không nói tới, nhưng mà những con máy thường như thế này mà nó có như này rất là hay. Cái con này còn ngoại hình cũng rất là đẹp luôn. Và con này nó dùng một cái cọng búa nó liền lạc này, nó rất là mạnh luôn nha các bạn. 12V như thế này con này rất là mạnh. Đó, thì hai con này thì mình sẽ bán, nếu mà mình bán cũng một con là 400 ngàn này. Là con số 2 giá 400 là gồm thân máy vỏ pin nha. Cái này có vỏ pin, thân máy và vỏ pin là 400, con số 2. Và con số 3 cũng là thân máy vỏ pin 400. Đó, thì ai có điều kiện thì chơi luôn hai con, mà không có điều kiện thì mua một con thôi. Rồi. Số 2, số 3, thân máy vỏ pin 400. Số 4. 4 là một con của Nati, con này có National. Con này là con số 4, giá là 400 thân máy thôi nha. Cái này chỉ có thân máy thôi nha các bạn. Cái này mình không có kèm vỏ pin. Bởi vì những con này
chức năng này. Con này thì đi công trình rất là hợp lý nha các bạn, về nó đẹp, nó không có đẹp nhưng mà nó mạnh. Và con này có đèn led này. Dòng này made in Sapa nha các bạn. Dòng con này là EZT 600 này, dòng con made in Sapa này. Đó. Con này rất đẹp. Con này tương đối. Rồi, thì con này là con số 4, chức năng đầy đủ, thân máy là 400.000, chỉ có thân máy thôi nha. Và ai muốn thêm pin sạc thì cộng cho mình 500.000 nữa. Đó. Thêm pin cộng sạc là thêm 500 nữa, còn mua thân máy còn là 400. Số 5 cũng là một con máy EZ6504, con này rất là nổi tiếng. Nếu mà anh em nào đã chẳng biết về nòng Naty thì không thì bỏ qua con này. Con này mạnh lắm các bạn. Cái cò này, cái cò rất là mượt này. Đó, rất là mạnh. Chức năng thì đầy đủ nha các bạn. Ngoại hình thì các bạn nhìn trên màn hình rồi đánh giá. Bên này là tem không có trầy, bị lát miếng nhỏ cho đây. Bên này là tem này, thì cái này lột cũng được, để cũng được thì mình cứ để cho các bạn. Đó. Máy rất là liền lạc nha. Con này thân máy là 400, con số 5, có pin, có sạc là 500. Thân máy là 400, có pin, có sạc là 5, thêm 500 nữa là 900. Rồi, mình đi nhanh như nha các bạn. Bởi vì mình không có nhiều thời gian nữa. Đây, tiếp tục. Con này cũng như con trước luôn, mà chắc con này mình sẽ bao ship con này. Con này mình sẽ bao ship nha, các bạn nghe rõ nha. Rồi, con này là con số 6. Con này mình nói luôn là mình bao ship con này, bởi vì con này nó bị trầy này, bị mất cao su này. Đó. Nhưng mà thực sự con này rất là êm luôn. Máy rất là êm. Này. Đó, các bạn nhìn đó. Thì con này thân máy là 400. Có pin có sạc là cộng thêm 500. Và con này là được bao ship hoàn toàn. Đó. Mình nói trước luôn, con số 6 là mình bao ship, bởi vì nó có xấu hơn con kia một chút nên mình sẽ bao ship con này. Rồi, đến con số 7. Số 7 là một con EZT113. Con này thì nói chung là nó chức năng thì khỏi bàn, ok, đầy đủ. Con này thì EZT113, chức năng đầy đủ. Thân máy, con này thân máy là 400. Mình vẫn bán giá 400 để cho nó đi cho nhanh cho rồi. Chứ máy cỏ nằm ở nhà mình biết mình mệt lắm. Và mình nghĩ mình sẽ không làm máy cỏ đó đâu. Máy cỏ nhập về rồi. Nó thiệt sự các bạn. Nhập về những con máy này, mình nhập cách đây khoảng 4 tháng rồi. 4 đến 5 tháng rồi. Mà bán rất là quái các bạn. Làm thì mất công. Mà bây giờ bán thì rất là khó khăn luôn. Thị trường bão hòa mà. Nên nhu cầu anh em là không phải là có một con máy dùng nữa mà có một con máy để chơi. Nên bây giờ mình sẽ đẩy nhanh cái giá này cho đi luôn. Thì cái thân máy này các bạn bây giờ ra bãi thì các bạn cũng hiểu rồi. Ai đi bãi thì biết nha. Chứ còn ai ở nhà thì chắc cũng không biết đâu. Đó. Rồi, thân máy là 400. Có pin có sạc là cộng 500.000 nữa. Đó, mình lúc nào cũng phải lưu ý dòng chữ này. Thân máy là 400, có pin có sạc là cộng 500. Và cuối cùng. Và cuối cùng là một con máy phải gọi là con này là mình làm con chút hạ của mình ạ. Đó. Thì con này thì mình chưa có vệ sinh, chưa có làm gì hết. Mà
Dòng này thì nó nói chung là nó nói như một số anh nói vui á, là nó đang vào nằm gọi là nó nằm vào sách đỏ thế giới sách đỏ nha các bạn, nó nằm sách đỏ rồi. Tại vì sao? Những con máy này rất là hiếm. EZ7270 này, tem thì nó bị trầy rồi, nó còn được cái EZ7270, mà con này là một cái dòng máy không than, không than của dòng Nati, mà máy 12V, 12V mà những máy không than là cực kỳ hiếm nha các bạn, phải gọi là cực kỳ hiếm luôn. Các bạn có thể những con máy không than đời mới bây giờ thì các bạn mua rất dễ, nhưng mà những con máy này các bạn muốn tìm mua thì đó là một vấn đề. Đó, mình chơi máy mà thực sự mình buôn bán máy nhưng mà cái đời này mình ít khi gặp lắm. Thì con này thì mình sẽ bán với giá là 900 ngàn. Thì mình sẽ để từ từ mình sẽ nói về nó một chút chứ bây giờ mình chưa có nói gì hết, các bạn chưa biết đâu. Thì con này mình sẽ kèm cho nó một cái vỏ pin zin. Mình sẽ kèm cho nó một cái vỏ pin các bạn chưa bao giờ gặp luôn. Vỏ pin zin, nhưng mà vỏ pin này thì nó còn chạy, nhưng mà cục pin này thì hình như nó yếu rồi. Đợt trước mình mới về thì nó ngon lắm, mình giữ lại mình chơi mà bây giờ nó yếu pin rồi, thôi mình để các loại cho các bạn luôn. Có pin màu xanh nước biển nha các bạn, không có sơn gì đâu nha, nó bản bản chất là nó như như vậy luôn chứ không có sơn có gì hết trơn á. Thì các bạn về cái sạc lại và dùng, tận dụng được thì tận dụng, còn không dùng được thì mai mốt bán và làm lại pin mới đó. Nhưng mà cái vỏ pin này rất là hiếm, vỏ pin này đấy là ra bãi thì lượm thì nó cũng có giá bình thường thôi chứ không có cao, nhưng mà để mà một người chơi máy Nati mà kiếm được một cái cục pin như thế này thì cực kỳ hiếm luôn. Mình thường thông thường thì gió pin Nati thì nó chỉ có pin đen này, pin vàng, pin đen vàng và đen đen này này, rồi nó bỏ pin đỏ vậy đó, chứ còn những cái vỏ pin màu này thì rất là hiếm đó. Và hơn nữa là con máy này thì nó hiếm cho bộ, và con máy này nó bị một cái lỗi này các bạn coi này, nó bị nứt chỗ này đó, mình nói rất là kỹ nha, ai anh em nào mua được thì mua nha. Nó bị nứt chỗ này này, thì nứt này là chắc do nó cấn ngoài bãi, nhưng mà nó vẫn còn ấy. Các bạn về dùng một cái khò, dùng một cái mỏ hàn nhiệt á, các bạn hàn lại cái nhựa đó và ép cái này vô, nó bể nên nó bị hở đó các bạn. Con máy này thì còn rất là liền lạc nhưng mà bị chỗ này thôi. Chức năng thì mình sẽ test cho các bạn coi luôn. Điều tóc này, cái đi còn rất là mượt luôn nha. Chính lực này các bạn, một tóc này, một lực này. Nó và có đèn LED. LED con này rất sáng, sáng lắm. Thì con này rất là hiếm, nói chung là hiếm cực kỳ hiếm. Anh em nào mà muốn con này vào bộ sưu tập á, về nhớ là đánh lại nha. Cao su thì nó rất là liền lạc chứ nó chưa có mắc cao su đâu, mà nó hơi dơ tại mình chưa có đụng này. Cái này thì mình làm rất là dễ thôi, nhưng mà mình không có thời gian. Nếu mà mình muốn làm con này xong á, chắc cũng phải mấy tháng nữa mình mới làm được, chứ hiện tại bây giờ là mình không có làm được đâu. Một con máy rất là hiếm. Rồi con này mình bán, mình đánh con số 8 là giá là 900 ngàn. 900 ngàn là gồm thân máy và một cái vỏ pin, vỏ pin cực hiếm này luôn, vỏ pin màu xanh này. Nó vẫn chạy nha, nhưng mà điều nó không cầm thôi, mình chưa sạc. Đó, 900 nha các bạn. Rồi ai có nhu cầu thì cứ gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0378539922. Mình tên là Hiền, mình ở Huế nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và đừng quên để lại một like và một subscribe cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.